vì cái gì không thuyền chọn hợp tác đây? Nguyên Ân Huy, Huy Quang lúc này cười khổ nói, không thể hợp tác, đây là liên bang sẽ không cho phép. Làm chỉ là lớn nhất hồn sư tổ chức bên trong, nếu là chúng ta đều là bền chắc như thép, nhờ liên bang những cái kia đám chính khách bọn họ nghĩ như thế nào? Cho nên chúng ta không chỉ không thể là hợp tác, còn muốn tình cờ có một chút xung đột nhỏ mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Nhưng lần này xem ra chỉ sợ là sắp biến thiên. Ồ, ngươi cảm thấy muốn làm sao biến thiên? Cô Nguyên Na như có điều suy nghĩ hỏi. Nàng không nghĩ tới vị này trở lên tháp đường nhiệm tháp chủ, khứu giác đúng là nhạy cảm như vậy. Nguyên Ân Huy Quang nói, cái này rất rõ ràng. Học viện sửa lại khắc cường đường muốn đem áp đáy hòm hạm đội đều lấy ra, hiện như là muốn hành động, bằng không căn bản là không cần thiết ẩn nấp ra lực lượng mạnh như vậy. Một khi hiện nạn hiện ra nhất định là có tư cách, liên bang hiện tại đối với bọn hắn kiêng kỵ đã đến đỉnh điểm, nếu như học viện cùng đường môn không có hành động, không lâu sau đó liên bang cũng tất nhiên sẽ có hành động, hai bên đây là tên đá trên dây không phát động được, ngay tại lúc này chúng ta cũng lên trên đứng ở trong đó một phương. Nếu học viện cùng liên bang đã vạch mặt, chúng ta này trở về cũng sẽ không cần tiếp diễn. Nếu như không có ngày trở về, chúng ta thật sự đúng là không tốt là quyết định. Nhưng ngày trở về, chúng ta liền đã có lựa chọn. Chúng ta nguyện ý đứng tay học viện xử lý các cùng đường môn bên này. Có ngày cùng với Long Vương Đố La Miện Hạ tại đó, tin tưởng rằng Trí Linh Tháp cũng có thể thuận lợi quá độ xuống. Đây là lời trong lòng của ta. Tại trước mặt của ngài, ta cũng không có gì tốt che xấu, hết thảy cũng là vì Triều Linh Tháp truyền thừa. Kỳ thật làm Triều Linh Tháp tuyển ra trở thành một nhiệm kỳ tháp chủ thời điểm cũng đã là nhường học viện thỏa hiệp. Điểm này tin tưởng học viện cũng đã hiểu rõ, chỉ có điều tất cả mọi người ở đây không có nói hết thôi. Cuối cùng vô luận như thế nào, chúng ta xử lý khác còn có đường môn, tối thiểu nhất đều là dùng hồn sư làm cơ sở. Liên bang hiện tại phương hướng nhưng thật ra là càng ngày càng gạt bỏ chúng ta. Vũ trụ hạm đội mạnh mẽ như thế, hồn đạo khoa học kỹ thuật bùng nổ thực thượng phát triển, nhưng trong bọn họ là có vài người đã bành trướng đến để cho rằng muốn chúng ta cái này chút hồn xưa không chỗ nào dùng thân. Ngay lúc này chúng ta muốn là muốn cùng chung mối thù. Cô Nguyên Na mỉm cười nói, Triều Linh Tham tuyển người làm tháp chủ là phi thường anh xanh lựa chọn, người hết sức thông minh cũng biết xem xét thời điểm tốt, ta đáp ứng các người, cái này tháp chủ vị trí ta có khả năng tạm thời đại diện, đối diện với đến chuyện lần này kết thúc về sau, tháp chủ vị trí tự nhiên sẽ trả lại cho người, ta đối với vị trí này cho tới bây giờ cũng không có quyền luyến qua. Đa tạ tiền bối, à không, đa tạ tháp chủ thanh toán. Lần này thì Nguyên Ân Huy Quang lúc này làm ra một lễ thật sâu, hướng về cổ Nguyên Nam biểu thị là chính mình sung kính. Lựa chọn của hắn là không sai, toàn bộ Triều Linh Tháp nội bộ đều rất rõ ràng. Lần này cường thế trở về đường môn cùng học viện xử lý các hạm đội, liền đã mang ý nghĩa rằng rất nhiều chuyện. Hạm đội thứ tư tình huống bên kia không có khả năng giấu giếm được người hữu tâm. Triều Linh Tham tháp chủ có thể nào cũng đã có 2 vạn chuỗi năm này bảo hành mạnh mẽ tổ chức. Bọn hắn cũng sớm đã biết rằng được tình huống lúc đó, làm sinh hạ sinh thái hạm đội thể hiện ra được thực lực cường đại, cùng với hạm đội thứ tư không chiến tự tàn tình huống sau khi xuất hiện, Triều Linh Tháp bên này liền hiểu rõ, học viện sửa lẻ khác cùng chính phủ liên bang ở giữa mâu thuẫn là đã không thể điều hòa. Hiện tại đến xem, người nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng, chính phủ liên bang hiện tại mới là thật đau đầu, bọn hắn đồng sáng cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra, mà bọn hắn tối vì cậy vào liên bang hạm đội, hiện tại vấn đề là có nhiều ít hạm đội có thể duy trì bọn hắn, mà lại cùng một hạm đội bên trong có thể hay không thống nhất duy trì bọn hắn, cái này là vấn đề rất lớn. 8 chi vũ trụ hạm đội thứ 8 còn không có chính thức phủ địch, đang tại chuẩn bị phục dịch sau quá trình bên trong, mà hạm đội thứ 8 bên trong tướng lĩnh rất nhiều đều làm theo hạm đội thứ 7 rút đến tới, mà sự thật đã chứng minh, hạm đội thứ 7 là đứng tại học viện sở lè khác cùng đường môn một bên, Bạch Lăng đại tướng thậm chí liên là bọn hắn người. Hạm đội thứ 4 ban đầu bọn hắn liền chính là cho rằng là bền chắc như thép, tại đối mặt với học viện sở lè khác cùng đường môn, sinh thái hạm đội lúc đều có một nửa điểm chiến hạm lựa chọn người ta. Cái kia những hạm đội khác nhau, những hạm đội khác tình huống lại so với hạm đội thứ tư càng tốt hơn. Cho nên hiện tại chính thức sức đầu mẹ chán chính là Đố La Liên Bang mới đúng. Triều Linh Tham sửng sững nhiều năm như vậy, chút chuyện này vẫn là thấy vô cùng rõ ràng. Bọn hắn thấy rõ ràng hiện tại là ai chiếm cứ thượng phong. Học viện sửa lại khác 3 vạn năm tích lũy, đó là Liên Bang Nghị Hội có thể dùng chuyện sao? Chỉ cần quá Liên Bang Nghị Hội đều không nghĩ tới. Bởi vì lần này nhắm vào trong hắm thông hồng chỉ phục sự tình, học viện sửa lại
khác vậy mà lại ngang tàng trở mặt. Xuyên Linh Tham ngay tại lúc này chỉ có thể lựa chọn chiến đội. Đây tuyệt đối là muốn đứng tại người thắng một phương đó. Theo Nguyên Ân Huy Quang, chính phủ liên bang cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì cơ hội. Học viện Sơn Lê Các mang theo cường thế trở về. Hai lớp siêu thần cấp cường giả, học viện Sơn Lê Các càng là cho tới bây giờ đều không thuyết phục ra cường giả. Lại thêm ngoài không gian sinh thái hạm đội, chính phủ liên bang hiện tại còn như là triệu tập tất cả vũ trụ hạm đội trở về đều vô dụng, bởi vì căn bản không phải là hết thầy hạm đội đều cùng bọn hắn là một lòng. Chính phủ liên bang sở dĩ không nghĩ tới loại quấy cảnh này xuất hiện là bởi vì trước kia học viện Sơ Lè không quá mức phật hệ, chẳng qua chẳng ai ngờ rằng sẽ ngay tại lúc này đột nhiên bùng nổ mà ẩn dấu thực lực sẽ mạnh như vậy. Điều Vũ Lân không thể nghi ngờ vẫn là học viện Sơ Lè khác cùng được môn chủ cột vững vàng nhân vật. Nguyên Ân Huy Quang có thể là biến một chút bí ẩn, thí dụ như là Hải Thần Các chủ Lăng Tử Thần, bản thân chính là vạn năm trước cùng Đường Phủ Lân kề vai chiến đấu tồn tại. Hiện tại Đường Phủ Lân càng là siêu thần cấp cường giả, liên bang làm sao đối kháng đây? Lần trước mặc dù học viện Sơ Lê Các cùng Đường Môn tại trợ giúp đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, sự kiện kia thời điểm đó còn không có thể hiện ra được quá cường thế thái độ, nhưng hắn hiện tại đã có một chút cảm giác, lại thêm Cổ Nguyệt Na xuất hiện, trên thực tế khi đó hắn liền là sớm chọn đội. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Phủ Lần cái kia là quan hệ vợ chồng, cô Quân Na trở thành Truyền Linh Tham tháp chủ, nên đã đại biểu cho Truyền Linh Tháp thái độ, cho nên lần này biến hóa vô lần cỡ nào mạnh, chỉ cần có vị này Truyền Linh Tham tháp chủ tại đó, Truyền Linh Tháp nhất mạnh tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua, đối với Truyền Linh Tháp tuyệt đối là không là chuyện xấu. Đến với Lam Minh Vũ minh tưởng 2 giờ, mới từ trong trầm tĩnh tỉnh táo lại, cảm giác về nhà thật tốt, cứ việc nơi này sinh mệnh năng lượng cường độ đa vô pháp cùng hắn tại trong Thiên Long Tinh lúc tu luyện so sánh, nhưng cái này ở loại quen thuộc mỹ hảo lại làm cho hắn thể xác tinh thần buông lỏng, mà lại hắn hiện tại cũng căn bản không thiếu ra, dung hợp tới tu luyện năng lượng, theo Thâm Hồng Chi Vực thuần phệ những cái kia, còn không có hoàn toàn tiến hóa hấp thu đấy. Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống tới, khi hắn tỉnh táo lại thời điểm ở bên cạnh hắn tu luyện, Bạch Tú Tú cũng theo đó thanh tỉnh. Học viện bên kia hẳn là cũng ăn bài xong chưa, lần này không chỉ là bọn hắn trở về, liên đơ lấy trước đó đưa đến Thiên Long Tinh bên trên thực vật các hồn thú cũng đều đã trở về. Sau đó chiến tranh lúc nào cũng có thể phát sinh, bọn hắn đã không thích hợp lại dòng lưu tại Thiên Long Tinh lên, cho nên là Miền Vũ dùng vận mệnh chi hoàn đưa chúng nó cũng đều mang theo mà trở về. Tam thập tam thiên dực những người khác cũng đều sẽ trở về. Hệ thực vật các hồn thú cũng đã đem bọn nó mang theo mang về sự thừa sinh mệnh năng lượng để cung cấp vĩnh hằng chi thụ. Chính mình cũng một lần nữa tại vĩnh hằng thiên không thành, cái kia trong không gian nhỏ cắm rễ. Tam thập tam thiên dực sẽ tạm thời lưu tại học viện bên này, cho đến điểm động viên quân đội trợ giúp lòng mã liên bang thời điểm, bọn hắn mới có thể tái xuất chinh. Đây đều là lần này trở về an bài sự tình. Có đói bụng không? Lam Minh Vũ hướng về Bạch Tú Tú hỏi. Bạch Tú Tú cười nói, chúng ta sẽ còn đói không? Lam Minh Vũ nói, muốn đi ăn một chút chúng ta thành sự lấy khác quả vật đấy. Bạch Tú Tú hướng về một phương hướng chép miệng, ngươi có thể đi sao? Ngươi liền không sợ bại lộ. Gia Lâm liền tại bọn hắn gian phòng quách vách. Lam Minh Vũ đi đầu, nàng tự nhiên đều là muốn đi theo. Than nhẹ một tiếng, Lam Minh Vũ có chút bật đắc sĩ nói, xem ra chỉ có thể chờ đến lần sau trở lại hãng nói. Lần sau ngươi có thể nhất định phải theo ta đi. Bạch Tú Tú mỉm cười giữ chặt tay của hắn nói, nhất định của người đi. Đúng vào lúc này, hắn ánh mắt khẽ động, sau một khắc, một đạo kiếm sắc thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Nghỉ ngơi tốt không? Đường Phủ Lân giọng ôn hòa vang lên. Nghỉ ngơi tốt, Lam Miên Vũ lúc này mỉm cười trả lời. Bóng mở lấp lánh, Gia Lâm đã xuất hiện tại Lam Miên Vũ bên người. Nàng người bảo vệ này vẫn là vô cùng xứng trước. Sau đó, tại Đường Phủ Lân dẫn đầu phía dưới, bọn hắn đi thăm học viện sửa lễ khác. Khi bọn hắn đi vào ngoại viện lầu dạy học bên trong, thuộc về tinh chiến hệ chỉ huy là nhà lầu thời điểm tại Lam Miên Vũ cầu dưới phía dưới, bọn hắn đi vào bên trong đó. Ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng cùng với lúc này là tinh chiến hệ chỉ huy hệ chủ nhiệm Đường Chiến Hoa tự mình mang theo các nàng tiến hành tham quan. Đường Chiến Hoa tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào Lam Minh Vũ truyền thân, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bên hông đột nhiên đau xót, Anh Lạc Hồng bằng lãnh âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, nhìn cái gì đấy, lão không xấu hổ đồ vật, người nghĩ gì vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này làm nhìn qua khá quen, chẳng lẽ người không cảm thấy sao? Đường Chiến Hoa vội vàng giải thích nói, người xem hết thể cô nương xinh đẹp đều cảm thấy quen mắt sao? Anh Lạc Hồng lạnh lùng nói,
Không, ta không có, ta oan uổng quá lão bà. Đường Chiến Hòa cũng không dám lại nói. La Minh Phú cùng Bạch Tú Tú đi cùng một chỗ, hắn thật sự kiềm nén đến thật sự là khó chịu. Khoảng cách gần như vậy, cái kia hai vị lại là tại truyền âm, bọn hắn chẳng lẽ không biết tại siêu thần câm cường giả trước mặt truyền âm là có thể bị nghe được sao? Được rồi, rất có thể sẽ không biết đi. La Minh Phú chính mình là nghe không được, nhưng người bận luận là hắn. Sa Lâm trực tiếp đem lời của bạn hắn lăng không mô phỏng đến đây. Phải biết rằng Sa Lâm có thể là đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả, cái là đại truyền âm muốn giấu giếm qua nàng là quá khó khăn. La Minh Vũ kéo một chút nữa không có cười phun ra. Có điều lão sư vẫn là nhạy cảm, vì không bị người quen nhận ra, Bạch Tú Tú đã bị hắn dùng tầm bảo thú cải biến một chút tướng mạo, lại thêm vào màu tóc cùng màu mắt biến hóa, khẳng định là nhìn không ra. Lại không nghĩ rằng Đường Chiến Hòa vậy mà có thể nhìn ra được, chính mình cảm thấy là quen mắt. Không dám dừng lại thêm nữa, đi thăm một vòng liền ra tới.